Okay, clip này mình test cái cặp loa 121 này để giao khách nha mọi người. Thì khách yêu cầu là test giúp bằng cái âm ly Bose PLS. Đó là sẵn mình làm clip luôn. Nói chung cái cặp 121 này nó sản xuất ra dành riêng cho cái Bose PLS nha mọi người. Nó là một cái dàn đồng bộ rồi, nên là nếu mà mọi người hỏi là đánh cái cặp 121 toàn giải này bằng cái âm ly nào hay thì mình nói luôn là ngay vào luôn là cái âm ly Bose PLS nha mọi người. PLS West Pro nha. Đó, con này là sinh ra dành cho nhau nha, nó là một cái bộ đồng bộ của Bose. Rồi. Nhìn như vậy nhưng mà thời mà nó ra là xuất xưởng năm 95 là lên tới cả 120.000 yên nha mọi người, riêng cái đầu âm ly thôi nha, còn cặp loa này là 50.000 yên nè. Đó, thì cái âm ly này thời đó cũng là thuộc dạng đỉnh cao mọi người, và tới giờ nó vẫn là một trong những cái âm ly nghe nhạc rất là xuất sắc của Bose. Ai mà thích cái bộ dàn mà kiểu như nó vừa cổ điển mà nó vừa sang trọng á, thì mình cứ dùng bộ này. Nói chung trong cái tầm giá thì kể cả về nghe nhìn thì cái bộ này nó quá được mọi người, quá được luôn á. Thì một cái bộ này bây giờ tầm 7 triệu hơn là mọi người có cái bộ này để mọi người dùng rồi, và nó có thể dùng được thật sự rất là lâu nha, tại vì bộ này sản xuất ở Nhật Bản người Nhật Bản, và theo cái quy trình nghiêm ngặt của Mỹ thì thôi khỏi chê rồi. Và mình nói nhiều lần trên clip đó là khi mà thâu âm cái bộ này nè mọi người, cái tiếng thu âm rất là khó, tại vì bên ngoài nghe cái tiếng nó rất là hay, nó dịu nhẹ lắm, nhưng mà khi mà mình thu vô cái điện thoại thì nó không có thể hiện trọn vẹn được cái âm thanh mà cái bộ này nó thể hiện ở bên ngoài mọi người. Nhưng mà ở bên ngoài mọi người nghe một lần đảm bảo sẽ rất là thích nha, rất là thích nha. Nó theo một cách rất là trung thực, và mọi người có thể nghe cái bộ này cả ngày nhưng mà cũng không thấy mệt mỏi đâu. Rồi ok, mình mở một vài ca khúc cho mọi người nghe nha. Nguồn phát là cái Sony DX1Z nha mọi người. Về đêm nay bóng tanh giạt sao hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tay mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh gập ghềnh đường để tôi tắm ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương, thương cho kiếp sống tha thương thân gầy gò người cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lặng phai, đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chôn địch mục, đời yêu lòng nàng dám mơ tình trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giạt sao hát mưa giăng nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường để tôi đành, ngập ngừng dừng bên mái tranh để trẻ thơ thức giấc buồn. Không gọng tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Anh ơi bên kia có còn mắt buồn? 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi quên đi mộng muôn bấy lâu. Nhưng anh yêu ơi một vùng kiếp vẫn gọi tên anh cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ, tình bất phân ly tình vẫn như mơ. Đành nhiều lòng thôi xa từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong em hôm nay thấy
tình còn đây. Mấy năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng anh yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong ta, một đời cuồng điên. Say
You always said if we had problems, we would find a way. But do you know you haven't said much lately, and you look a little pale? Is there something on your mind, or are you just unwell? My friends avoid the issue and talk of other things, but I know what they're thinking, and so do you. 'Cause I have heard the story, I don't believe it's true. All the things they're saying about you. In times of trouble, to have a friend around, but I need some time alone with you. I'm sure he wouldn't mind. So let's sit by the fire, just you and me alone, and you can cook a special meal, and I'll go buy some wine. My friends avoid the issue and talk of other things, but I know what they're thinking, and so do you. 'Cause I have heard the story, I don't believe it's true. All the things they're saying about you. It's all becoming clear. Why'd you have to do it? Did you have to make it here? You can't mean what you're saying. Tell me it's not true. It wouldn't be so hard if I didn't love you. My friends avoid the issue and talk of other things, but I know what they're thinking, so do you. 'Cause I have heard the story, I don't believe it's true. All the things they're saying about you. Ok, dừng clip này đây nha mọi người. Đó thì test sơ cặp la thôi. Giờ đóng gói gửi cho khách thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhiều.